Thank you.
3 ngày. Cái này bao nhiêu tiền món? Thì trâu chỉ ăn được bữa thôi. Này để trong tủ mùa này thì anh bây giờ đúng Tết rồi ăn trứng. Ui, ăn thịt được mấy đâu, thịt ăn được mấy, thịt được 2 bữa là lấy đi rồi. Vâng.
Yeah, my dear.